Chào tất cả các quý vị. Từ cuối tháng 2 này nhôm bắt đầu tăng giá, nên là cái giá cửa cuốn khe thoáng nhôm cũng tăng giá. Thì ở video này tôi chia sẻ qua với các quý vị về cái báo giá bán buôn cũng như là quy ra đối với bán lẻ cửa cuốn khe thoáng nhôm tại thời điểm tháng 3 năm 2022 này. Ở video này tôi lấy ví dụ như là bục cửa cuốn mà có chiều rộng là 3,6 m chẳng đấy, chiều cao phủ bì là 2,8 m, rồi cao phủ bì là cao lọt sáng 2,8 m thì phủ bì là thành 3,3 m, còn chiều rộng của nó là 3,6 m thì chúng ta cộng thêm 1,5 m nữa thì thành phủ bì thành 3,7 m, thì diện tích ta lấy là 3,75 nhân với 3,3 thì nó thành 12,38 m. Đơn giá thời điểm này bán buôn loại rẻ nhất đấy là 1.200.000 đồng một mét. Đấy. Thì tiền lan cửa bao gồm dây cả trục bán buôn là 14.850.000 đồng. Đấy, còn cái trong trường hợp mà lắp đặt hoàn thiện thì tùy theo cái vị trí công trình lắp đặt đấy, thì cái giá lắp hoàn thiện thì nó bao gồm nhân công với cả các cái chi phí bảo hành. Ví dụ như bán buôn này thì là các cửa hàng hay là các đại lý mua về tự lắp và không may phải bảo hành cái motor hay là gì đó thì là cái chi phí bảo hành sẽ phải đi lại. Đấy, thì cái bán lẻ thì nó bao gồm cả bảo hành và công lắp thì nó sẽ dao động khoảng tầm 1,4 triệu cho đến 1,5 triệu một mét. Đấy, tùy theo cái nhà cung cấp cũng như đại lý. Đấy, thì cái giá bán buôn là 1,2 triệu thì giá bán lẻ chúng ta thường thường cộng khoảng 200 đến 300.000 đồng một mét vuông tùy từng trường hợp. Thế còn cái motor cửa cuốn mà bán buôn thì hiện nay thời điểm này nếu mà IH nói đồng ấy, thì giá của nó là 3.800.000 đồng. Đấy, thì bán lẻ nó sẽ bao gồm công và các chi phí bảo hành thì tương tự, thì cũng bộ này là cái bán lẻ thì cái motor khoảng tầm 5,8 triệu. Đấy, thì tổng cái bộ cửa cuốn này là 18.650.000 đồng là bán buôn. Đấy, trong quá trình chia sẻ video các quý vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Các vị muốn tìm thông tin của các sản phẩm bên chúng tôi cung cấp thì các vị có thể click vào đường link website tôi để bên dưới phần mô tả của video này. Đấy, cái trường hợp này thì tôi không tính lưu điện cửa cuốn, tuy nhiên là các vị dùng lưu điện cửa cuốn thì cái giá bán buôn lưu điện cửa cuốn gửi kèm theo cửa thì nó là 1.900.000 đồng nhá, 1.900.000 đồng. Tuy nhiên cái lưu điện này có trường hợp lắp có trường hợp không lắp, nên là tôi đối với cái cửa cuốn thì chúng ta hay mất điện thì nó lắp, còn không mất điện thì không cần thiết. Đấy, thì nếu mà khi lắp lưu điện thì đơn giá lên thành 20.550.000 đồng, còn không lắp điện thì chúng ta có thể bỏ đi. Đấy, là thành 18.650.000 đồng. Đấy, video này tôi kết thúc ở đây, cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.